Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Xuân Phúc là danh hài nhưng diễn dở như hạch. Sau vở kịch diễn bầu cử Chủ tịch Quốc hội thì đến vở diễn bầu cử Chủ tịch nước và đoàn tùy tùng. Ghế Chủ tịch nước thật ra là dành cho người về hưu chưa chính thức. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã diễn vở kịch bầu Chủ tịch nước vào hôm 5 tháng 4 vừa qua, nay ông lại diễn lại. Một con người có lòng tự trọng thì không bao giờ diễn kịch, và một đảng viên có liêm sỉ thì không bao giờ diễn kịch. Thực chất của bầu cử là chọn người này loại người kia. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam lại diễn vở kịch chọn một người duy nhất. Mỗi ngày vở kịch tiêu tốn hơn 1 tỷ đồng tiền thuế của dân mà chỉ để diễn vở kịch nhàm chán. Hiện nay, cả Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác đang phải gồng mình chống dịch, dân thiếu tiền mua thực phẩm. Mỗi ngày, người dân chỉ cần 50.000 đồng là đủ ăn. Tuy nhiên, Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam thì tổ chức họp hành linh đình tiêu pha lãng phí tiền tỷ của người dân. Vở kịch không ai muốn xem lại tốn quá nhiều tiền của dân. Vào ngày 24 tháng 7, Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn vở kịch đề cử nhân sự để bầu Chủ tịch nước. Không nói ra, ai cũng biết là Quốc hội này đề cử ai. Họ đề cử một người duy nhất, đó là ông Nguyễn Xuân Phúc. Để rồi, ông này lại cho chức Chủ tịch nước. Chế độ Cộng sản còn tệ hơn cả chế độ phong kiến. Tệ hơn thì vì ít ra chế độ phong kiến người ta chỉ định luôn mà không diễn vở kịch thô thiển để khinh dân như Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc diễn vở kịch nhậm chức Chủ tịch nước vào ngày 5 tháng 4. Khi vở kịch được đạo diễn cho hô bắt đầu thì Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử ông Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu Chủ tịch nước tại phiên làm việc chiều ngày 24 tháng 7. Ngay sau đó, các đại biểu diễn kịch như cái máy. Vở kịch này sẽ kéo dài đến ngày 26 tháng 7 khi trò phiếu kín được thực hiện. Giới thiệu diễn viên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã được diễn ra như thế nào? Danh hài Nguyễn Xuân Phúc năm nay 67 tuổi, quê ở Quảng Nam, bằng cấp là cử nhân kinh tế, từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội 4 khóa 11, 12, 14, 13 và 14. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, diễn viên này về làm cán bộ của Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Từng bước trưởng thành với nhiều vị trí công tác ở quê nhà, ông ta đã leo dần lên. Từ chuyên viên, phó văn phòng, chính văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Kinh tế Quảng Nam, Đà Nẵng. Ông làm Giám đốc Sở Du lịch, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị khu du lịch Furuma, Đà Nẵng và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ năm 1997 cho đến năm 2006, ông Nguyễn Xuân Phúc là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiêm trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam. Vào tháng 3 năm 2006, diễn viên Phúc đã giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, sau đó làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, rồi Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Vào tháng 8 năm 2011, ông được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng. 5 năm sau, Quốc hội bù nhìn của Đảng Cộng sản Việt Nam lại diễn vở kịch bầu ông ta lên làm Thủ tướng. Đây là hình ảnh vở kịch đang được diễn lại ở Việt Nam. Tại Đại hội Đảng lần thứ 13, ông Nguyễn Xuân Phúc cùng với ông Nguyễn Phú Trọng là hai trường hợp đặc biệt tái cử Trung ương và được bầu lại vào Bộ Chính trị. Tại kỳ họp diễn ra này, Quốc hội khóa 15 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn vở sẽ bầu và sau đó là phê chuẩn 50 chức danh thuộc các khối Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trước đó, trong 2 ngày 20 đến 21 tháng 7, các diễn viên đã biểu diễn và bầu 18 nhân sự của lãnh đạo Quốc hội bao gồm Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch, 13 Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban, Tổng Thư ký Quốc hội. Ông Nguyễn Xuân Phúc là một trường hợp tham quyền cố vị. Đã quá tuổi ứng cử vào Bộ Chính trị nhưng vẫn được hưởng suất đặc biệt để tiếp tục ở lại tứ trụ. Tuy nhiên, không giống như Nguyễn Phú Trọng luôn nắm trong tay quyền lực tột đỉnh, thì ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ nắm trong tay một chức vụ hữu danh vô thực, đó là chức Chủ tịch nước hình thức mà thôi. Và dư luận cho rằng tấu hài là
điều mà duy nhất ông Chủ tịch nước đã làm. Nguyễn Xuân Phúc khi làm Thủ tướng rất hay phát biểu. Tuy nhiên trong suốt 5 năm ngồi ghế, người ta chẳng thấy ông có những câu nói nào có giá trị cả, mà toàn những câu nói rất ngớ ngẩn, làm cho xã hội đàm tiếu và dân cũng rất hay đem ra những câu nói của ông làm trò cười. Và từ đó dân đặt cho ông tên biệt danh là Anh Hề. Trong lời nói của ông Nguyễn Xuân Phúc, người ta không bao giờ thấy được tính logic mà chỉ thấy sự bất nhất, câu trước đá câu sau. Đất nước Việt Nam không có bầu cử đích thực, tất cả những cuộc bầu cử đều là vở kịch tốn kém, nghìn tỷ, vô nghĩa. Vì vậy, những ông thủ tướng để nắm quyền chính phủ được như thế nào thì dân phải chấp nhận như thế, chứ không thể nào có lựa chọn khác cả. Ông Nguyễn Tân Dũng thì tàn phá nền kinh tế, ông Nguyễn Xuân Phúc thì thành Anh Hề, giờ Phạm Minh Chính thì cũng chẳng khá hơn gì ông Phúc. Ngoài biệt danh là Danh Hề thì người ta còn đặt cho ông Phúc biệt danh khác, đó là Phúc Nổ. Bởi vì ngoài những câu từ khoác lác, ông ta chẳng bao giờ thực thi được những gì ông ta đã nói. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc để lại trong dân không được tốt đẹp. Tại các nước phương Tây, một thủ tướng muốn nói gì phải cân nhắc rất kỹ. Nếu không, người dân sẽ phản đối, thậm chí họ sẽ dùng lá phiếu để lật ông thủ tướng ra khỏi chiếc ghế quyền lực. Nổ mà không có tính logic đã biến ông Nguyễn Xuân Phúc thành một danh hài tại Việt Nam. Đấy là sự biểu hiện của con người hết sức bất tài. Mà bất tài thì bị loại khỏi ghế là hợp lý. Hay nói đúng hơn, bệnh nổ đã góp phần tạo nên việc ông cựu thủ tướng mất quyền lực. Hiện nay, ông Nguyễn Xuân Phúc là tân chủ tịch nước. Thực tế thì ông đã mất quyền lực và cũng chẳng còn vai trò gì với nền kinh tế của đất nước. Khi có quyền lực trong tay thì ông Phúc có nổ đi chăng nữa, người ta cũng đợi xem ông có làm được hay không. Nếu là nói mà làm được thì đó là mới nói hay và làm giỏi. Còn nếu nói mà không làm được thì đó là nổ. Chỉ đơn giản có như vậy. Tuy nhiên, thực tế thì người dân chờ đợi suốt 5 năm chẳng thấy ông làm được điều gì đúng với những lời nói nổ như bom của ông. Và rõ ràng qua những nhiệm kỳ của ông làm, người ta thấy rằng ông Nguyễn Xuân Phúc là một danh hài bất đắc dĩ. Thực sự không một quan chức nào mà muốn mình là đối tượng cho dân chúng đen ra mỉa mai cười cợt. Dù biết vậy nhưng ông Phúc không thể nào thay đổi bản thân vì năng lực của ông rất có hạn. Thời thế đã đưa ông lên làm thủ tướng và giờ là chủ tịch nước, nhưng trong hàng trăm triệu người dân Việt Nam không ai đánh giá cao con người của ông cả. Đây là hình ảnh vai trò chủ tịch nước là vai diễn cuối cùng của Nguyễn Xuân Phúc trên võ đài chính trị Việt Nam. Trong bài phát biểu nhậm chức cách đây 4 tháng, ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong toàn bộ nhiệm kỳ vừa qua, con tàu Việt Nam ta đã vượt qua một hải trình dồn dập đầy bão tố. Đấy là một biểu hiện của bệnh nổ. Không biết lần diễn kịch nhậm chức lần này ông Phúc có nhai lại bài diễn văn cũ ấy hay không, hay là nổ lại theo một cách khác cũng gây cười. Nhưng chỉ biết rằng dù có nói thế nào thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng không bao giờ thực hiện được lời nói nữa, vì hiện nay ông đang ngồi vào chiếc ghế không có thực quyền. Ông Nguyễn Xuân Phúc với vai trò là chủ tịch nước, thường là ông là người tham gia các nghi thức ngoại giao, lẽ ra ông cần phát biểu thận trọng hơn, vì ông là bộ mặt của quốc gia, đại diện cho gần 100 triệu người dân Việt Nam trên cả nước. Tuy nhiên, với tiền sử bệnh nổ, rất có thể hiện nay ông Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển sang vai Anh Hề, từ trong nước thành Anh Hề trong mắt bạn bè quốc tế. Có lẽ mỗi lần ông Nguyễn Xuân Phúc xuất hiện trước công chúng thì ông lại gây cười. Năng lực của ông chỉ có thế. Làm những điều mà chỉ đáng cho người dân và thế giới có những trận cười no bụng vì ngây ngô. Và cứ mỗi lần ông Phúc xuất hiện thì mỗi lần anh diễn vai Hề. Tuy nhiên, việc xuất hiện để diễn vào kịch bầu cử thật thì rõ ràng ông đã diễn quá dở. Chẳng ai cười mà chỉ có khinh bỉ và chán ghét chế độ này qua những con người như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021 với bản tin Nguyễn Xuân Phúc là danh hài nhưng diễn vở kịch dở như hạch. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.